cái lời thầy nói không xa. Thấy không? Thì thầy nói rồi, đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bắc, đồng thời gió tây mà con, phải không? Mà bây giờ con thấy không, từ cách chừng đây năm năm ba năm trở lại đây thôi, phải không, mà còn gió đã thay chiều đổi hướng hết rồi. Và còn cái sự mà nóng bức của thiên nhiên hiện tại đó, con thấy không, nó càng ngày càng nóng bức hơn những năm, những tháng năm về trước của ông cha của mình, của ông cha của mình đời trước của mình nữa. Người ta hồi xưa đó, tháng ba này nè, người ta đi cày ruộng nổi nè, rồi bây giờ đó nha, mấy cô bác anh chị mình đi làm mình nhổ mạ mà đi dặm lúa thôi, mà từ sáng tới 12 giờ ta về rồi, chứ còn từ đó tới chiều là ta sống, ta ra ở ngoài đồng không nổi. Cho nên bây giờ nha, cho nên bây giờ nó khác hơn hồi xưa nè. Cũng như hồi xưa đó, hồi xưa 12 giờ thì người ta nghỉ chút tiếu ha, 1 giờ cái này, thấy ở ngoài đồng ta lên nó trơn trọi. Mà bây giờ cũng thấy không, buổi chiều rồi không ai trơn trọi, từ 4 5 giờ mới có thấy người ta lay gai ra đồng, còn nhiêu ha ở trong nhà không, thấy không? Trời giống gió sái mùa sái tiết, không thấy ra đời tới sao được Quốc Thành ơi, nha. Trời giống gió sái mùa sái tiết mà nắng cùng mưa cũng khác chứ rồi. Cho nên ở đây đức thầy khuyên sao, cô bác chị mình nghe Quốc Thành nó nhỏ cho nó hỏi coi là yêu đó nghe. Khuyên dương gian bỏ các diệt tàu. Diệt tàu là gì? Diệt tàu là tham lam sân hận và mê si. Những cái đó là cái tàu tệ nhất của con người đó nha. Mà chúng ta bỏ không được thì làm sao cho chúng ta tu được, cô bác anh chị nha. Cho nên ở đây đó thì cô bác anh chị mình các cháu nó bây giờ mà nó đòi lên cái YouTube này nó cũng hay lắm chứ thật sự á. Hồi xưa mà nó thiệt với cô bác anh chị đó, lâu lâu mình lấy một cơ sở trong cái chỉ có mấy tỉnh miền Tây mình thôi à, lâu lâu mới có được gặp được một cái ông giảng viên đó, ông lên thuyết giảng. Còn bây giờ các cháu đó nó đến nhà của tôi nè, hoặc nhà những đồng đạo mà người ta nói về chuyện tu tu này kia cái nọ đó, cho cô bác mình hối thấp, cô bác mình nghe lời thầy tu đó thì phải là và mấy cô chú rồi sẽ gặp hà. Cũng như hôm nay tôi nói chuyện đây đó với cháu Quốc Thành đó, thì cô bác anh chị mời ngay mốt là các cô bác anh chị thấy được rồi. Mà mình không có nói cái vấn đề là cái sự khổ của chiến tranh gì hết á, mà cháu nó hỏi đây có phải là kết và đã muốn gần kết thúc hạ quân hay là chưa, thì đến chính đức thầy nói chứ mình đâu có nói đâu, phải không? Thưa thầy nói, hạ quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia ca, phải không? Thì năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhạc sức chi, mà từ hồi năm 39 tới giờ đâu phải mới khổ đây đâu. Rồi ông mà sư giải bán phai đó, thì ông nói nè, trong 11 hồi ông nói hạ quân giáp tý bằng nay nha, cơ trời đã kiến lập đời thượng quân đó. Mà tại vì bây giờ ông nói còn trắng trợn hơn thầy mình nữa. Tôi thầy nói phiên ba không bao biết chuyện đâu, giờ gia can thôi à, năm mèo đó là tí mẫu đó là khắp trong trần hạ nhộn nhằn là đau khổ nha. Và ông là sư giải bán phai, ông còn nói ngon lành hơn cái nữa nè. Cái đó là ông nói cho mình thiên cơ nghe cô bác chị, chứ mình không có nói nha. Ông nói là cái chỗ thiên cơ, ông nói là hạ quân giáp tý bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thượng quân, thấy không? Đó, mới cậy ông trưởng lão giáo truyền, tức là cậy ông sư giải bán khoai đó xuống thế gian để mà dạy đạo cho con người tu tập. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta có tu không nên chứ nó hồng không dạy á, ông sư giải bán khoai dạy là trên 100 năm đó, mà chúng ta có tu hay không, thấy không? Cho nên bây giờ cô bác đồng đạo chị nghe cháu Quốc Thành hỏi câu này á, thì chị giữa Quốc Thành và chúng tôi để mà trao đổi giáo lý với thầy để mà đàm thoại hôm nay đó, thì mong cô bác anh chị mình cũng cố gắng để mà nghe lời thầy thôi, nghe lời sư giải bán khoai hoặc nghe lời cũng quá thới những bậc là sinh duy chi ngày xưa đã đem lại cái sức sống cho cuộc đời là đồng đạo chúng ta đó, hay là Đức Phật ngày hay là giáo lý của Đức Phật ngày xưa để truyền lại, thì chúng ta nên cố gắng để làm thế nào để bảo vệ cho chữ tu. Mà thầy đã nói rồi, chữ tu chớ khá trễ chạy. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta thấy có cái đồng đạo nào mà chịu tu sân nào còn trẻ không? Cũng như để mình nói đây rồi cô bác anh chị mình suy gẫm lại ha, coi coi cái này mình đổ thừa cho nhau thôi à. Nói ông kia ông hỏi chứ ông cái nói ủa chú bao nhiêu tuổi rồi? Nói năm nay tôi 40 tuổi rồi. Nói 40 tuổi rồi chú có tu chưa? Ông nói trời ơi, 40 tuổi mà tôi sao tôi trễ mệnh sự tu quá anh ơi, không biết cái duyên lành mình sao mà chưa tu được à. Cho nên ở đây đó Đức Phật cũng có nói cái mẫu chuyện mà cô bác anh chị thấy không, là Đức Phật nói mẫu chuyện là một người thiều phu gặp Phật được 7 lần mà không chịu tu, không chịu lên gặp Phật đó.
Quý thấy không, đây mình nói tắt để cho cô bác anh chị mình thấy đó. Tại vì ở đây đó, Đức Thầy đã nói rồi, cái thời kỳ hảo quân bạc pháp mà Đức Thầy đã nói rồi, Đức Thầy đã nói trong cái bài sứ mạng đó, Đức Thầy nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Nó không phải là không có, mà trong cái bài là sứ mệnh mà Đức Thầy đã nói rõ ràng cho chúng ta thấy rồi. Cho nên Đức Thầy đã kêu gọi đồng đạo chúng ta trong cái bài sứ mạng thật là ngon lành. Chúng tôi xin đọc lại để cho quý vị thấy rõ ràng đó. Là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, cũng như là thời cơ đến để cho Đức Thầy được là dân lệnh của Đức Phật và Thích Ca Mâu Ni và bốn vị Bồ Tát khác để mà xuống thế gian này, mà trong đó có được lệnh của là Hoàng Thượng Đế và của vua Minh Vương để xuống thế gian đó. Để làm gì? Để truyền bá lại cái đạo Phật ngày xưa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dày công để tu tập, và ngài tìm lại được cái bát chánh đạo và tứ diệu đề để đem lại cho đồng đạo chúng ta tu sửa trong cái thời kỳ hạ quân mà pháp này. Mà tại vì chúng tôi và quý vị quá hờ hững đi nha, cho nên thầy nói đó cho nên thầy nói đó là bây giờ nếu đồng đạo chúng ta thấy có duyên không, có duyên lắm thật sự nha. Tại vì đồng đạo chúng ta ở nhà rồi, đồng đạo trong chúng ta không có lặt sấm giảng, và một số nơi thì chưa có được là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo truyền đến đó, thì chưa có thấy được cuốn sách giảng, làm sao mà coi nha. Cho nên ở đây đó, Đức Thầy nói đó, lúc rảnh việc thường nên coi kệ giảng, mà giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ những cái sự dị đoan mê tín, đó là làm cho là tâm trí của chúng ta bị lu mờ trong cái sự vô minh đó. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nhu cầu cô bác anh chị đó, hãy nghe lại những gì Đức Thầy nói rõ ràng trong giáo lý nha. Cho đồng đạo đừng nên nghe chúng tôi trình bày trong cái là sự hiểu biết của cạn cợt của chính mình. Mà đây là cạn cợt của chúng tôi là chỉ khuyên cô bác anh chị, khi lãnh hội được giáo lý Đức Thầy rồi, của Đức Phật Thích Ca rồi, của chư tổ chư sư rồi, thì cô bác đồng đạo chúng ta nên cố gắng mà hãy ráng mà tu. Mà Đức Thầy nói đó, chữ tu phải ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng để mau lâu. Bởi vì đây là sự tu nó cũng khổ lắm cô bác anh chị, cũng như cái người tu, mình tu cũng như cái người đi muốn làm ăn thôi à. Cô bác anh làm ăn đó, muốn làm giàu thì cô bác phải có vốn nè nha. Cô bác mới đi ra mua đồ về, cô bác mà bán là có được cái số mà lời đồ đó, đó là gì, là duyên mình đã đến. Ăn đi mua đồ bán cái có cái lời, thì ở đây Đức Thầy nói rõ ràng rồi. Đức Thầy nói là mau mau kiếp kiếp chuyên cần nha, chúng sanh còn có lập thân hội này. Thì ở đây đó, chúng tôi muốn nói với cô bác anh chị mình á, cháu Quốc Thành hỏi thật là ngon lành. Bởi vì nó hỏi chứ điểm đông dậy sóng rồi thì có phải là tận thế của cuộc đời hảo quân hay không? Dạ nó cũng sắp sửa đó cô bác anh chị, sắp sửa tận thế rồi, thầy nói rồi. Thì vì đó là bị đời, cái đời tận thế rồi, nó phải là đổi hết á. Nhưng mà mình đã nói nãy rồi đó, đời mà tận thế vậy mà vậy thì nha, mùa nam gió bắc mà đồng thời gió tây, thấy không quý vị, thấy không, cái gì cũng có sự thay đổi nha. Hay là làm máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay đổi hết trơn toàn diện hết. Bây giờ cô bác anh chị mình thấy nè, không phải tôi nói đây, là mình nói nha, ở đây đó cô bác sống hiện giờ đó cũng như là tiên nữa vậy đó ăn. Nhưng mà tiên này đã tiên ở thời gian cực lắm cô bác anh chị ơi. Đi ra thì có xe ăn, ở nhà thì cô bác là ta giàu, ta cắt villa nhà lầu xe hơi gì đủ thứ hết trơn nha. Rồi tiền bạc ta xài cũng nhiều khi con không hết được, thấy không, nó giàu có dữ lắm ăn. Mà cái sự ở đây đó, mong cô bác anh chị mình sẽ gặp lại nha. Thế thầy nói nè, giàu sang như nước trên nguồn nha. Đây là lời Đức Thầy nói nha, chứ tôi không có nói nha. Nhưng mà tại vì cháu Quốc Thành nói phải tận thế không đó, thì nó có gì đó mà bỏ tận thế rồi thì mình còn giữ được gì hay không. Cũng như bên đó là chỉ cho cô bác anh chị mình thấy ở Ấn Độ cách đây mấy năm nha, ở Vũ Hán cách đây cũng mấy năm, khi mà có trong gia đình mình chết hết trơn, không còn một người nào hết trơn rồi, thì tiền tài đó để cho ai? Cô bác anh chị phải là
bỏ cho mà bỏ trâu xe bỏ 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 trâu xong không phải không không thành á, bị gì là đâu có ai mà giữ được cái số tiền tài đó được. Cho nên ở đây á, thì mình phải cố gắng để mình tu, mình đã thấy người ta rồi đó, cũng như là phương xa có giặc mà thung dung đặng nào, mà phương xa người ta bị khổ, vấn đề là chiến tranh bị khổ, vấn đề là nước lũ khổ, là vấn đề là khó, vấn đề là do cái sự tham tham vọng của đế quốc, họ muốn làm sao họ lấy được cái nước này, họ là dùng là nước của họ để họ bành trướng mà thôi. Thì trong 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 những sự khó đó thì tôi tin chắc rằng Đức Thầy nói không sai đâu cô bác anh chị ơi, thấy không? Thì ở đây là Thầy nói rồi, phương xa có giặc mà, phải không? Đó là cô bác người ta thường nói, như trời Quốc Thành nói, nếu mà biển đông mà dậy sóng rồi sao đây ông ba, thấy không? Đó như vậy đó, biển đông dậy sóng tức là cái cuộc hạ nguồn này đã sắp hết rồi, mà Đức Thầy đã nói rồi, thấy không? Hạ nguồn á, giáp tý bằng nay, hạ nguồn đã không còn như ngày xưa nữa. Mà hạ nguồn là một gì? Hạ nguồn là sự thảm trạng nhất là đau khổ, thấy không? Đó. Ở đây chúng tôi xin là gợi ý thôi, chứ chúng tôi không phải là nói giờ ngày này giờ, Đức Thầy nói rồi nha, là khi mà biển đông dậy sóng rồi đó, khổ lắm cô bác anh chị biết không, là nước kia lửa nọ tưng bừng, thấy không? Thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn, thấy không? Hoặc là đến nay là buổi khoa tràng, tức là hôm nay là buổi khổ khó. Nếu mà nói rằng đến nay là buổi tai nạn là tức là khổ khó rồi, có một chỗ Đức Thầy nói đến nay là buổi khoa tràng, tức là cuộc thi của nhân loại chúng sanh đã sắp được mở cửa để vào trường thi. Mà bây giờ chúng ta không tu bây giờ đi tới đường đó chúng ta có vô thi được hay không? Còn cho nên ngày xưa đó người ta muốn tu đó, ồ, người ta muốn học mà là làm được trạng nguyên đó thì 3 năm đàn sách cô bác anh chị ơi. Còn hiện giờ cô bác anh chị mình thấy không? Bởi vì cái nói cái đây là mình mới nói lại cái ý thôi để cho cô bác anh chị mình thấy, không phải mà cái tu này nó dễ thì chắc chắn là ở trên thế gian này Bồ Tát hằng hà sa số hết, thấy không? Mà cô bác anh chị mình phải quay lại cái cuồng phim mình từ nhỏ đến lớn đi. Từ khi cô bác anh chị mình được 3 tuổi vô trường làng học lớp 1, cho đến khi cô bác anh chị mình học lên được tới lớp 9, cô bác anh chị mới thi lớp 12. Qua hết lớp 12 rồi đó quý vị mới thi đại học. Trong đại học đó quý vị biết không, muốn thi được đại học rồi mà đậu rồi đó thì 3 năm phải đàn sách nữa, cũng như ngày xưa vậy thôi. Mà quý vị thấy cái sự khó khổ không? Đó bây giờ nếu nói khổ là không phải chúng ta khổ mới đây, mà chúng ta khổ học hành, thấy không? Khổ học hành, khổ giàu có, khổ sự chen lấn với đời, khổ sự vô minh của thời hạ quân và pháp. Không biết cái sự khổ này ở đâu mà nó đến đây là gì? Khổ rất là triền miên tận từ đời bàn cổ sơ khai đến bây giờ đã khổ, thấy không? Như ngày xưa không muốn nói về bàn cổ sơ khai phải nói cái chỗ này. Ngày xưa ông bà của mình á, người ta nói ăn long thì ở lỗ, mà có không, có mọi chuyện người ta mới nói chứ không có người ta nói không. Thì quý vị thấy không, nếu mà có vậy là ông bà mình ngày xưa khổ còn gấp trăm thằng mình trong thời thời này. Vì chúng ta sống hạ quan rồi thì khổ lắm, cho nên ở đây á, là chúng ta phải gắng nghe lời thầy, thấy không? Gắng nghe lời thầy dạy đi, cái chuyện tu học là chúng ta nên cố gắng tu học, và giới lực chúng ta nên cố gắng giữ gìn giới lực, đem cái là làm cái sao cho cái nền đạo mình được phát khai ra được rõ gì đó thì chúng ta mới thấy được cái sự hạnh phúc cho chính mình. Mà nếu mà mình không đem cái sự là giới lực lên là làm căn bản đó, cái gì ở đây đó người xưa có câu là giới vi căn bản, ngày căn bản bắt tu ấy xa đạo vậy. Người tu Phật mà chúng ta không giữ gìn giới lực rồi đó thì chúng ta không thể đạt được mục đích cứu cánh giải thoát cuộc đời của chính mình. Chúng con em cũng mong sao cô bác anh chị mình đó hén là thấy được cái chỗ mà Đức Thầy nói thấy thiên cơ, có mà thấy cuộc đời mà khổ khó rồi chúng ta phải tu đi nha, vì khổ lao đã sắp đến nơi rồi ha. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm thế nào, phải làm thế nào để mà cần kiểm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chánh đi, thì chúng ta mới thấy được cái sự vinh dự vinh hạnh cho chúng ta trong cái thời hạ quân mà pháp này.
đã nói là hai chữ ma pháp thì cô bác anh chị mình đó nha, thì đã hết đời rồi đó, không còn gì nữa đâu ha. Mà đến chừng đó rồi đó thì xong dưới núi chứ kia mắt ngó nè cô bác anh chị ơi, khi chết rồi thấy nói được là đằng nào phải không? Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu đi, chứ chúng ta không có nói sao chân trời ha. Mà nếu mà chúng ta nghe cháu mà hỏi là phải đời à, mà đời hả quên hết không, thì bây giờ chúng tôi cũng xin xác nhận rằng chắc chắn là đã hết rồi đó. Vì đức thầy nó ngày xưa ta nói ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đặng ăn đến năm nay tái lại một lần cái khổ này, đặng ít đặng thích trên tà trần gần thiên địa cùng đời sắp hạ rồi. Cái đây là của là đức thầy đã nói cho mình nghe rồi, thì thôi cô bác anh chị mình dán tu đi. Chúng ta em xin lặp lại với quý vị đó là cái hạ quân này đó thì không không sao mình không còn khỏi xa hết biết lên trời, bởi vì cái hạ quân này thì nó dài lắm chứ không phải không, cũng như là một số anh em đồng đạo người ta hối thúc nè, người ta nói mình mà ta nói mà cô bác anh chị mình không đi suy gẫm đó. Cũng như hồi cái năm đầu năm 2000 đấy, chúng tôi cho em xin đọc lại nè để cô bác anh chị mình á, khi mà coi cái video này cái quý vị ngẫm nghĩ lại coi những ông chú bác mình ngày trước nói có sai 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 lại không. Nó trong Đức Thầy nói nó trong 2000 năm sử biến khắc sơn, biến thiên biến nhẹ địa biến nhân mới thay đời, thấy không? Mà 2000 năm đó quý vị thấy bây giờ là mình còn ở trong 2000 năm hay là ở ngoài 2000 năm? Nó bây giờ là cháu Quốc Thành tính là giùm đi, bây giờ mình mới có 2022 nè, thấy không? Mà 2022 đây đây còn tới 88 năm nữa mới là con số 3 lên lên đầu. Đó chừng nào mà con số 3 đấy, 3 3 3 số 1 con số 3 à, 3 con số 0 thấy không, thì nó mới được mới ra mà mới ra là được khỏi 2000 năm nha. Còn bây giờ cô bác anh chị mình nha, mới cái hồi năm 2000 đó, năm 1999 qua năm 2000 ăn chay đúng không, rồi đời tới rồi đã tu được ăn chay thấy không, rồi tới chừng năm đó tới giờ đồng đạo mình thấy có không. Bây giờ đồng đạo chúng ta thấy ở đây đã còn 88 năm nữa thôi, tới đó Quốc Thành như mấy đứa cháu sống rồi tu tới 160 trong đại tuổi thì sao tôi có tập thấy không. Cho nên ở đây giờ cô bác chị mình phải nghe lời thầy dạy, thấy không? Nghe kỹ lời thầy dạy đi đó, thầy nói cái này là thầy nói đó, trong 2000 năm đó là thầy nói, nhưng bây giờ mình biết đâu, thấy không? Mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai biết đâu đã biến chuyển đến, hoặc là đức thầy nói rồi anh em mình nè, bữa hôm hổm ra mấy bạn vô bằng ra nè, nói là trong một giáp anh cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Cái cô bác ta mới chỉ nè, canh tí không phải đâu, hồi xưa nó ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý mà đến Bính Tý 120 năm, Bính Tý 60 năm á mới được cái chữ Bính Tý này, phải không? Mới là đem lại cái sự tồn tại cho cái đời hạ đời cổ, thấy không? Vì thầy nói nè, vì ông trong này nói là đời tiêu thời kỳ hậu quân mà pháp là tiêu diệt hồi năm Bính Tý, đến năm nay tái lại một lần cái khổ này đặng thức tỉnh trần. Có nghĩa là ông thầy mình nói đó là để thức một tiếng chuông đánh thỉnh cho mình thức mà tu, rồi đồng đạo mình đó dội vàng cái kết đựng chỉ có năm Tý, năm Sửu, năm Dần, năm Mẹ, năm Thìn, năm Tỵ, năm Ngọ, năm Mùi, năm Dậu, tức thời là 12 năm này thôi, thấy không? Có 12 năm mà biết đâu mà ông thầy không nói cái chỗ này, thấy không? Mà ông thầy nói ông chỉ nói trong một giáp, mà giáp của đức thầy đó đâu phải là giáp nhỏ đâu cô bác anh chị. À, cũng như ngày xưa mà ông từ thức không từ thức gì đó ha, ông lên trời đó ha, ông lên con cung trời của Nga đó chỉ có mấy ngày thôi mà về trên dưới này đó ha, là bà chị của ông mà ông già bà già chết ha, còn chị của ảnh của ông từ thức ra giờ khu minh đế luôn, thấy không? Đang một ngày của ông trời đó bao nhiêu ngày của ông na của mình ở đây nè, nên cho nó phải vừa đâu. Cái tự nhiên cái mình nghe thầy nói gì cái mình ba đáng ra đáng ngày đáng giờ hả, thành ra có chuyện có lỗi. Mà đức con chương trình ngài nói rồi à, nếu thiên cơ đó thì bất khả lậu à, nói trúng thì cũng có lỗi mà nói trật cũng có tội, thì thôi chi chi bằng thấy không, nên thầy nói đi chi cho bằng ta sớm lo toan dình giữ lực nghe kinh trọng Phật đi Quốc Thành ơi, thì con sẽ mong được con thấy được cái những ngày là biển đông dậy sóng, thấy không? Nếu mà bây giờ chúng ta thấy cái đó chưa đâu hẳn đâu, khi nào thấy không nước lửa nha là khi sông với núi trước kia bắt ngó đó ha, khi thế nào khi chết rồi đó là
thì là nước lửa hang, nước kia lửa nọ tưng bừng nè, thảm cho thế sự lại lừng đặng tay, cũng như có câu nói Sài Gòn gia đình định ai ngờ đó, nước đâu mà lại lỡ bờ nước cây, thấy không đó. Cho nên tất cả những gì đó không phải là mới nói đây mà nói hồi xưa tới giờ, thì bây giờ chúng ta đừng vì một cái chỗ mà ông bà cha mẹ hay là thầy tổ chúng ta đã nói rồi, chúng ta lại nói rằng hôm nay đã hết đời rồi ráng tu đi ha, còn mấy năm nữa không được, mà bây giờ chúng ta phải nói rằng mấy chục năm nữa đi, thấy không, là chúng ta tu nhá. Bởi vì thầy nói nè, có một số người ta nói ta nó ẩu nè, ta nói đời sao không chết phước cho rồi, thì tôi thầy than nhá, đến nơi mà miếng mà đời tới cái đến nơi khó đứng không ngồi à, thấy không. Nội cái dân cái vụ mà này bệnh dịch ra là cục Vũ Hán này rồi mà tơi tả rồi khổ sở là mấy năm trường thôi, tới bây giờ rồi ha. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta mong chi nữa cô bác anh chị ơi, nên chúng ta phải ráng tu đi, năng tu hành trì trí mới là liễu mai, thấy không. Còn chúng ta không có tu hành trì trí thì làm sao chúng ta được liễu mai. Là liễu mai là gì cô bác, cô bác anh chị thấy không, liễu cái liễu đó là ở trên núi mới có ha. Còn mai á, là cây mai của mình, quý vị thấy không, một năm một chỗ ra con lần nè. Mà cái mai của mình mà cô bác anh chị mình đã trồng một hai năm, đã năm mười năm hai ba chục năm, quý vị thấy bán đâu có tiền đâu, phải không. Cây mai làm sao mà chúng ta khi mà được công cái ông mà nhà đại gia mà ông chơi kiển đấy ha, ông mua cái gì quý vị không, mấy chục triệu hay là nào là cái mấy một hai tỷ đó, cũng như cái bình của một công mà thợ mai thôi. À, mà ổng lấy chỉ lấy giải nhầm dụng dụng mà ổng quấn vô cái bình bằng cái mai chiến thủy mà ổng bán được hồi đó đâu có mấy triệu đâu ha, mà bây giờ cả thế giới đều mấy tỷ bạc rồi, quý vị thấy không đó. Cho nên đó, thầy nói tu hành trì trí mới là liễu mai, thì thôi giờ chúng ta tu đi ha, chứ chúng ta đừng có gì cái cuộc sống ở trên thế gian này khổ, rồi cuộc sống ở thế gian này khó, hay là chúng ta thấy ông Trung Quốc cũng cứ qua lâm le nước Việt Nam mình hoài, cái mình nói chắc tới phải không, biết đâu cái việc thiên cơ mà cháu thành nhá. Giờ thầy nói rồi, cuộc thiên cơ thì khó nổi như ngồi, mình đã nói lên cái đề tài đầu đó nhá. Thấy thiên cơ khó nổi như ngồi, mà đức thầy thấy hồi xưa tới dòng không mới đây, còn đồng đạo mình mới đọc đây thôi ha, cho nên bây giờ thôi mình bây giờ mình biết sao á thì mình nói vậy đi, mình biết hạ ơn ha, đã thay đời đổi tất cả những gì hết mà đức thầy đã nói trong cái sự hạ ơn Phật pháp, cũng như nãy mình cũng có ghé qua một chút trong cái đề tài của mình để cho cô bác anh chị mình thấy đó. Đức thầy nói thật có thở phải không, bị gì lao sao bể bắt non tầng mà phải không. Cái này tôi lặp lại mấy đúng theo lời của cháu Thành nha, lao sao bể bắt non tầng, quyên quân khuyên tham báo mới xa gần cũng qua đó, rồi tranh phân cho rõ tài ba thấy không, cùng nhau giành giật mới là thầy phơi. Trên này mới dữ lắm nha quá Thành, nếu nói thiên cơ là chỗ này là dữ lắm luôn đó. Cho nên ở đây đó mình phải cố gắng, cô bác anh chị mình phải cố gắng mà nghe đức thầy dạy đi nha. Thì đức thầy đã nói rồi thì chúng ta phải cố gắng để mà tu sửa, vì có tu sửa chúng ta mới thấy được cái sự lợi ích cho chính bản thân mình, còn nếu mình không tu sửa rồi thì làm sao mình thấy được. Thì mong cô bác anh chị mình đó, khi mà nghe cháu Quốc Thành hỏi rằng khi Biển Đông đã bị người Trung Quốc lâm le như thế đó mà có phải là thời Hạ Nguyên đã hết hay không, thì chúng tôi cũng xin để mà gợi lời cho cô bác anh chị đó, thì nó cũng giống như đầu chứ không có gì nữa. Vì đức thầy chúng ta ra đời ở đạo gần ta 83 năm, rồi đức Phật thầy Tây An chúng ta mở đạo đó thì cũng 100 mấy năm nha, 100 mấy chục năm rồi. Còn đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã nói rồi, trong cái thời gian từ khi ngài nhập niết bàn là đời Hạ Nguyên Mạt Pháp, thấy không, đời Hạ Nguyên Mạt Pháp. Vì chỗ đó đó, cho nên đồng đạo chúng tôi và quý vị nên cố gắng đi, được nghe được lời của đức Phật, nghe lời đức thầy đã dặn dò để cho cô bác đồng đạo chúng ta để cho tu đó. Thì chúng em cũng mong sao cô bác anh chị nghe đoạn clip này, cô bác anh chị cùng chúng tôi đồng hành trên bước đường tu tập theo giáo lý của người, để cùng nhau mà chờ đợi đức thầy chúng ta trở về lập hội Long Hoa, hoặc là đức thầy trở về để mà đem lại sự hạnh phúc chung cho toàn đạo chúng ta trên bước đường tu học. Trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc cho cô bác anh chị của mình luôn luôn là sống vui sống khỏe để hạnh lạc cho cuộc đời, và làm sao để cho tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Kính chúc quý vị
chu dày xem hội hội long hoa. Nam mô A Di Đà Phật.